Thương chào cả nhà, lời đầu tiên đến với kênh Thu Trần. Thu mến chúc cả nhà một ngày sức khỏe, vui vẻ, bình an. Thu mời cả nhà xem tiếp phần còn lại của tôi và mong rằng cả nhà anh Tùng xem tiếp phần còn lại. Nhanh cả nhà, còn mà treo dây thì lâu lắm. Chưa chắc ăn được nửa cây. Anh Tùng lên lên mấy trên nha cả nhà. Để đổi góc quay cái mới được cả nhà. Anh Tùng chờ tiếp ở mấy trên đi cả nhà. Anh Tùng canh rất chuẩn luôn cả nhà, chuẩn là chính xác luôn, rớt ngay cái mương ganh luôn. Anh Tùng leo tiếp lên mé trên lên cả nhà, mé trên xuống còn một nhánh này nữa, là còn cái đọt này nữa là xong cái đọt có kia cà bông vàng nha cả nhà. Cả nhà ơi, ví dụ mai mốt Thu không có điều kiện đi chung với anh Tùng nữa, cả nhà còn ủng hộ Thu không? Ví dụ như Thu quay cái nào tiện hơn Thu quay, cả nhà còn Thu yêu mến Thu hơn cả nhà? Để lại bình luận cái nhớ cho Thu biết nhé.
anh Tùng đã xử lý xong cái đọt rồi. Anh Tùng bắt đầu tuột xuống mé dưới cái nhà. Cưa xuống mé dưới cưa. Chắc anh Tùng cưa ngang khúc này, tại vì ở dưới đây không gian chật hẹp lắm, nếu cưa ngã nguyên cái cây dài thì sẽ trúng chanh với dừa dưới phía dưới, cho nên chắc anh Tùng cưa ngang cái mắt đó. Đi theo lúa với không mình luôn. Anh Tùng cột dây đang kéo nguyên cái cây xuống luôn rồi cả nhà. Cái thân cây này còn hơi cục. Kéo xuôi ngay chỗ cây dừa hồi nãy anh Tùng cưa đó thì chắc dừa. Nên anh Tùng cột dây rồi kéo xuống luôn. Cả nhà thấy không, không gian rất chật hẹp nhưng anh Tùng cưa cũng là rất là mau. Tuy rằng hôm nay không có ai phụ mà anh Tùng cũng gần hoàn thành rất tốt luôn, rồi cưa rất mau luôn. Và cái cây thì vừa cao mà vừa lớn nữa. Không có cái gì, anh Tùng tuột xuống cả nhà. Để cho nó xuống nha. Để ngay cái đường đi ra vào vườn nó rất là nguy hiểm. Cái dừa đó giống bị muối bẹo á, vừa gắt gắt. Cả nhà thấy con cắt kè không cả nhà? Nó ngu mà cục cái đuôi nữa. Thấy cưng quá. Hôm nay Tùng chưa cái đất luôn cả nhà. Cái đất này nó rất là to. Nhưng mà cái hình gốc này nếu mà bán kỹ nha, chứ cái gốc này đẹp lắm cả nhà. Thấy cái bộ rễ nó không đẹp quá. Tôi quay cái cây cho cả nhà xem nha. Cây rất to và lớn luôn. Vừa cao mà vừa lớn.
trong ruộng rồi. Hay là mấy cái khám giải đang vô trên đó đó, trên kia nó đi xuống á. Rồi ăn ngay cái hoàng đọt bị hư ăn xuống. Vậy là quất nguyên tim luôn hả? Cái đọt hồi nãy mà có bằng tắc kè nó phóng ra cái chứ nó bị tắc nhánh á. Ủa cái cây. Quá tự luôn. Biến ăn lên cao không đây? Hay là mấy cái khánh rễ đang vô trên đó đó, trên kia nó đi xuống á. Rồi ăn ngay cái hoàng đọt bị hư ăn xuống. Vậy là quất nguyên tim luôn hả? Cái đọt hồi nãy mà có bằng tắc kè nó phóng ra chứ nó bị tắc nhánh á. Ủa cái cây. Quá tự luôn. Rộng nhìn cái này chơi. Rút rộng nhìn cây nhỏ xíu à. Nhìn nó cũng thấy hồn. Làm YouTube kiếm quan tử. Bây giờ mình đo đại đi, đo đại rồi mình nhìn ở trên mình thấy khác khoảng ở đây bỏ thử coi. Giờ cứ dùng đo đại đi, đo đại thử coi. Cái đầu này đo ngang đây làm cái đo ngang đây nè, cái này ở đây để cái mặt bàn lên làm cái chân bàn ngon đẹp lắm đó cả nhà. Dán keo lại cái mình trồng nó vô trong miệng trên đó, cái mình để bông vô mình chưng luôn à. Con mối này nó ăn cái cây tươi nó ăn luôn nè, con mối ăn cây nó độc lắm. Còn mối vàng đó phải không mà? Ừ. Mối ăn cây là mối mối này là nếu mà mình cho con gà ăn là con gà con có thể chết luôn. Tại vì nó cắn không buông á. Nè. Nó cắn vô cái bầu diều của con gà. Đó. Còn con gà lớn là nó khôn lắm, nó cắn như thế là nó nghiến cho chết rồi nó mới nuốt. Như mối ăn đất là mối màu trắng không mà. Còn con sóc là nó nhai nát. Nó dính ăn vô tay nè. Nó dính cái đầu nó ăn bây giờ. Nó đeo như là con dê chó rồi đó. Rồi vô đây giờ mình dùng. Bây giờ kiếm hai ba người là cho ý kiến mới được. Mình đang phòng như này cắt từ trên cắt xuống và nó như vậy. Nó được mà nó bị bệnh rồi. Cũng máy này nó cũng mệt không vậy không chạy. Anh Tùng cũng đã nghỉ ăn cơm trưa ngay cả nhà. Anh Tùng rất tin tưởng những người phước mặt phước bài và trời đà Phật, cho nên anh Tùng cúng cho những người phước mặt phước bài tại nơi đây là đó chiến tranh nhiều, cho nên có ở đằng sau có rất nhiều phần mộ. Thôi Thu cũng xin kết thúc video ở đây. Tạm biệt cả nhà. Xin cho Thu đủ 1.000 sub đăng ký nha. Và để lại bình luận phía dưới giúp cho kênh của Thu được phát triển hơn. Thu chân thành cảm ơn cả nhà thời gian qua đã ủng hộ Thu. Xin tạm biệt. Hẹn gặp lại video sau nha.